Giải mã về vị trí gương đặt đối diện giường ngủ là tốt hay xấu? Một số người cho rằng sự lo lắng về việc đặt gương đối diện giường ngủ làm mê tín hay ngớ ngẩn. Thực tế có nhiều bằng chứng tâm lý cho thấy vị trí chiếc gương có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Theo quan niệm dân gian, khi bạn ngủ vào ban đêm, linh hồn của chúng ta rời khỏi cơ thể. Khi đó, linh hồn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, nó sẽ giật mình, do đó có những giấc mơ xấu và ác mộng. Cũng theo quan niệm này, những người khác nói rằng khi linh hồn trở lại cơ thể, nó có thể nhầm hình ảnh trong gương với cơ thể thật, do đó có câu nói về sự đánh cắp linh hồn. Ngoài quan niệm tâm linh ra, chuyên gia cũng chỉ ra rằng về mặt tâm lý học, khi đặt một chiếc gương đối diện với giường ngủ, bạn sẽ có cảm giác như đang bị theo dõi. Kể cả khi đèn tắt thì cảm giác này vẫn tồn tại. Cảm giác bất an xuất hiện ở tùy người, nhưng nếu bạn là người dễ bị hoảng sợ thì chắc chắn cảm giác này sẽ ám ảnh bạn suốt đêm, khiến bạn khó ngủ và thức khuya. Bởi vậy, nếu có thể thì hãy đặt thử gương ở vị trí khác xem sao nhé.